hãng thông tấn strana của ukraine đưa tin tổng thống volodymyr zelensky đang cân nhắc cách chức ngoại trưởng dmitry kuleba strana trích dẫn một nguồn tin ẩn danh từ văn phòng tổng thống ukraine tiết lộ hiện có rất nhiều câu hỏi về ông kuleba đặc biệt có rất nhiều khiếu nại liên quan đến các ứng cử viên đại sứ do bộ ngoại giao cung cấp nguồn tin cho biết thêm văn phòng của tổng thống zelensky nhìn chung không hài lòng với bộ ngoại giao Ông Kuleba, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Ukraine từ tháng 3 năm 2020. Trước đó, thì ông từng giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập châu Âu, Đại Tây Dương và đặc phái viên của Ukraine tại Hội đồng châu Âu. Theo Strana, ứng cử viên tiềm năng nhất để thay thế ông Kuleba là Ngoại trưởng Ukraine Igor Zovva, Phó tránh văn phòng của ông Zelensky, phụ trách giám sát chính sách đối ngoại tại văn phòng Tổng thống. Đài RT lưu ý, bản tin của Strana được đưa ra trùng vào thời điểm Oleg Nikolenko, phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Ukraine xin từ chức. Hôm 8 tháng 3, ông Nikolenko đã đăng một bức ảnh chụp mình cùng Ngoại trưởng Kuleba trên Facebook, đồng thời thông báo thời gian phục vụ của ông tại Bộ Ngoại giao sẽ kết thúc mà không nêu rõ lý do. Trước đó, thì Tổng thống Zelensky ngày 7 tháng 3 cho biết sẽ bổ nhiệm tướng Valery Zaluny, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine làm đại sứ mới của Kiev tại Anh. Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ tháng 7 năm ngoái khi ông Zelensky sa thải đại sứ Vadim Pristenko vì chỉ trích cách cư xử của lãnh đạo chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh NATO. Thủ tướng Séc Petr Fiala hôm 8 tháng 3 cho biết, cho đến nay thì Séc đã có thể quyên góp đủ tiền để mua đợt giao hàng đầu tiên 300.000 quả đạn pháo giúp Ukraine từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu theo dự án của Séc thông báo của Thủ tướng Fiala về quyên góp đạn pháo là khá rõ ràng và được cho là nhằm đính chính tuyên bố trước đó một ngày của Tổng thống Séc khiến nhiều người hiểu nhầm về tiến độ của Séc liên quan đến dự án này. Trước đó, Tổng thống Séc Pavel cho biết, số tiền cần thiết để mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine từ các nước ngoài Liên minh châu Âu theo dự án của Séc đã được thu thập với sự ủng hộ từ 19 quốc gia, bao gồm cả Séc bước tiếp theo cần được chính phủ séc thực hiện là ký kết một bản ghi nhớ và thiết lập quan hệ chung liên quan đến nội dung này phía séc sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia đóng góp về lịch trình và cách tiến hành theo tổng thống pavel những viên đạn đầu tiên trong dự án này sẽ có mặt ở ukraine trong những tuần tới tuy nhiên tổng thống pavel từ chối đề cập cụ thể đến số tiền từ các quốc gia đã đóng góp vì cho rằng nó sẽ không công bằng đối với những quốc gia này trong một bình luận liên quan Cố vấn an ninh quốc gia Thomas Poja cũng bày tỏ hoài nghi và cho rằng có lẽ ý của Tổng thống Pavel là đề cập đến chi phí cho lô hàng đầu tiên, chứ không phải cho toàn bộ 800.000 viên đạn pháo theo sáng kiến của Séc. Tổng thống Pavel đã thông báo về khả năng mua đạn pháo cho người Ukraine ở nước thứ ba tại hội nghị an ninh Munich vào giữa tháng 2 vừa qua. Ông nói rằng, Cộng hòa Séc đã tìm thấy 500.000 quả đạn pháo cỡ nòng tiêu chuẩn của NATO và 300.000 viên khác cỡ nòng của Liên Xô ở các nước ngoài EU. Theo ước tính thì dự án này sẽ tiêu tốn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo RT, cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt của Ukraine tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu đô la Mỹ để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Chính phủ đã phân bổ kinh phí để xây dựng một hệ thống ngăn chặn việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh Nga ở các vùng biên giới. Cơ quan này cho biết trong một thông báo trên nền tảng Telegram ngày 8 tháng 3. Báo cáo nêu rằng, các biện pháp mới sẽ giúp giảm tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine và tăng mức độ bảo mật thông tin của Ukraine. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao phủ 9 khu vực, bao gồm Kiev, Kharkov và Odessa, Ukraine dần siết chặt các phương tiện truyền thông Nga kể từ năm 2014, đồng thời cấm tất cả các kênh truyền hình lớn của Nga phát sóng đến nước này. Sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, Kiev tuyên bố hầu hết nội dung truyền thông của Nga là bất hợp pháp và đã hành động để chặn các dịch vụ giúp người xem lách các hạn chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hợp nhất tất cả các cơ quan truyền thông trong nước dưới sự bảo trợ của nhà nước với lý do thiết quân luật được áp đặt sau cuộc xung đột với Nga. Tuần trước Ủy ban Tự do Ngôn luận của Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cấm nền tảng nhắn tin được mã hóa Telegram. Mô tả đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của Ukraine lập luận rằng Telegram nên bị cấm vì hệ thống tạo ảnh hưởng của Nga đang hoạt động ở đó sau khi Nga thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hầu hết các quốc gia châu Âu cũng ngăn chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ. Tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng những lệnh cấm này vi phạm trắng trợn nghĩa vụ mà các quốc gia này cần thực hiện với tư cách là một phần của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân của tất cả các quốc gia thành viên. Trong cuộc gặp đặc phái viên Trung Quốc, các quan chức cấp cao Ukraine đã nêu ra kế hoạch nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua với Nga, đồng thời đưa ra thứ mà họ khẳng định là bằng chứng cho thấy Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Moscow ông Andriy Yermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine viết trên Telegram rằng nhóm của ông đã nói về tình hình chiến trường và kế hoạch hòa bình đề xuất của Kiev với ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Ông Yermak cho biết, phía Ukraine đã thảo luận với ông Lý Huy triển vọng thiết lập một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền trên cơ sở công thức hòa bình do Ukraine đưa ra. Kế hoạch hòa bình của Ukraine đòi Nga rút toàn bộ binh lính khôi phục biên giới của Ukraine từ năm 1991 và một quy trình buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thụy sĩ cam kết sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình và nhiều cuộc họp chủ bị đã diễn ra. Kiev đang cố gắng nuôi dưỡng quan hệ tốt với Bắc Kinh. Trung Quốc đã giữ ít nhất một hội nghị hòa bình, còn Nga chưa được mời bất kỳ hội nghị nào như vậy trong chuyến công du châu Âu, ông Lý tuần trước đã gặp một thứ trưởng ngoại giao Nga ở Moscow. Tại đó, ông Lý nói rằng, không thể thảo luận vấn đề Ukraine mà không có sự tham gia của Nga. Trong bài đăng thì ông Yermak cho biết, ông đã cho phái đoàn Trung Quốc xem mảnh tên lửa và vũ khí bị bắn rơi để khẳng định đó là vũ khí mà Triều Tiên sản xuất và cung cấp cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tháng trước thì Tổng công tố viên Ukraine cho biết, các chuyên gia xác định, Nga đã bắn ít nhất 24 tên lửa do Triều Tiên chế tạo trong vòng vài tuần.